Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hố Xanh Kiến Thức. Các bạn thân mến, dịch Covid-19, chiến sự Nga-Ukraine đã đẩy nền kinh tế thế giới lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất từ chục năm trở lại đây. Hầu hết các quốc gia đều chứng kiến tình trạng lạm phát dựng ngược khi giá xăng, dầu và cả giá đầu vào của các sản phẩm liên tục chạm đỉnh. Hầu hết các tổ chức quốc tế đã phải giảm dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Thế nhưng Việt Nam dường như lại không chịu tác động nhiều của xu hướng đó. Các chuyên gia kinh tế quốc tế nhận định rằng Việt Nam đang đi ngược với xu thế toàn cầu khi vẫn duy trì được mức tăng trưởng kinh tế khá cao trong quý 2. Các chỉ số kinh tế mà Việt Nam đạt được thách thức sự khủng hoảng toàn cầu và vấn đề lạm phát đang làm nhiều quốc gia điêu đứng. Không ít quốc gia phải ngạc nhiên và ngỡ ngàng trước điều này. Thậm chí, truyền thông Mỹ còn hết lời khen ngợi đà tăng trưởng thần kỳ của Việt Nam. Vậy báo chí Mỹ đã viết gì về Việt Nam? Thực sự chúng ta có đạt được tăng trưởng như những gì mà quốc tế đánh giá hay không? Liều thuốc thần kỳ nào đã làm nên điều đó? Các bạn đừng rời khỏi màn hình nhé! Hãy cùng Hố Xanh Kiến Thức tìm hiểu ngay sau đây! Các bạn thân mến, những ngày qua, nếu như các bà, các mẹ ra chợ mà thấy thịt lợn heo ở mức 150.000 đến 160.000 đồng 1 kg, hay mớ rau được định giá 10.000 một bó, thì cũng đừng quá giật mình la ói rằng Việt Nam đang lạm phát tiết mù. Thực tế thì, mức giá đó vẫn chưa ăn nhầm gì so với con số lạm phát của nhiều quốc gia trên thế giới. Không nói đâu xa xôi, chỉ cần nhìn sang người anh em láng giềng Lào của chúng ta, cũng đủ thấy mức tăng giá cả của chúng vẫn xoàng lắm. Theo Cục Thống kê Lào cho biết, tỷ lệ lạm phát tính theo năm của nước này đã tăng từ mức 23,6% trong tháng 6 năm 2022 lên 25,6% vào tháng 7 năm 2022. Đây là mức lạm phát cao nhất từng được ghi nhận tại Lào kể từ năm 2000. Không chỉ Lào, các quốc gia dính trưởng lạm phát lên tới 2 con số xuất hiện khắp các vùng lãnh thổ trên hành tinh, không kể đó là nước lớn, nước nhỏ, đang phát triển hay đã là cường quốc. Điểm danh một số nước có tỷ lệ lạm phát cao có thể kể đến như Thổ Nhĩ Kỳ. Mức lạm phát của quốc gia này đang giữ kỷ lục trong số các nước G20 với 74%. Mức cao tiếp theo, 58%, được ghi nhận ở Argentina. Quốc gia này hiện đang phải in thêm tiền để giúp chống thâm hụt ngân sách. Một số nền kinh tế lớn nhất châu Mỹ Latin và châu Phi cũng đang có mức lạm phát 2 con số, trong khi một số nước thậm chí còn phải đối mặt với mức lạm phát lên tới 3 con số. Ví dụ như thống kê vào tháng 4 năm 2022, lạm phát lên tới 222,3% ở Venezuela, 220,7% ở Sudan. Còn Việt Nam của chúng ta thì sao? Tờ Bloomberg.com của Mỹ vừa đăng tải một bài viết gây sốc với chủ đề Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng đến năm 2022 thì kinh tế phục hồi và phát triển mạnh mẽ. Tờ báo Mỹ đánh giá Việt Nam không chỉ rơi vào vũng sâu sụt giảm kinh tế mà còn vượt qua được mục tiêu tăng trưởng của năm 2022 vì kết quả kinh doanh quý 2 tốt hơn so với mong đợi. Điều này cũng cho thấy sự phục hồi trên diện rộng của cường quốc xuất khẩu Đông Nam Á. Vâng thưa các bạn, chính xác là báo Mỹ đã gọi chúng ta là cường quốc xuất khẩu Đông Nam Á. Trích dẫn các số liệu, truyền thông Mỹ cho biết tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam nhiều khả năng sẽ tăng trưởng 7% trong năm nay và vượt qua cả mục tiêu mà chính phủ đề ra là 6% đến 6,5%. Dẫn lời bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Việt Nam, tờ Bloomberg.com của Mỹ cho biết, nền kinh tế đã tăng trưởng 7,72% trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 so với một năm trước đó, và con số này nhanh hơn so với ước tính trung bình về mức tăng 5,9% trong một cuộc khảo sát của các nhà kinh tế học Bloomberg, và là mức cao nhất kể từ quý đầu tiên của năm 2013. Tờ báo dẫn lời bà Hương cho biết, chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng sẽ ở mức rất cao trong 6 tháng tới, vì mọi lĩnh vực đang phục hồi mạnh mẽ. Tăng trưởng GDP quý 3 thậm chí có thể là một con số 2 chữ số. Truyền thông Mỹ cho rằng kết quả kinh doanh của tháng 6 đã châm ngòi để nâng mức tăng trưởng trong nửa đầu năm lên 6,42% so với một năm trước, đánh bại dự báo của Tổng cục Thống kê về tốc độ 5,5%. Nền tảng của sự phục hồi chính là gói kích thích tài khoá 15 tỷ đô của chính phủ Việt Nam.
Chính sách này đã giúp thúc đẩy khả năng cạnh tranh của Việt Nam, khiến Việt Nam nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài đang tháo chạy khỏi thị trường Trung Quốc vì cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Chính sách kiểm soát dịch COVID-19 cực đoan của Trung Quốc và cả tác động của chiến sự Nga-Ukraine lên quốc gia này. Bài báo cũng trích dẫn những con số biết nói về xuất khẩu hàng hóa, điểm nhấn giúp Việt Nam vượt qua khó khăn. Theo đó, xuất khẩu 6 tháng đầu năm tăng 20% so với cùng kỳ năm trước và nhập khẩu tăng 16,3%, tức là chúng ta vẫn đang là nước xuất siêu. Báo Mỹ cũng điểm danh một số ngành hàng xuất khẩu đỉnh cao của Việt Nam là cà phê tăng 13,3%, gạo tăng 72% và cao su tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Các bạn thân mến, những nhận định của truyền thông Mỹ cũng không có gì lạ, bởi trước đó, các tổ chức kinh tế quốc tế cũng đưa ra những nhận định khá lạc quan về kinh tế Việt Nam. Cụ thể, theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới WB về tình hình kinh tế Việt Nam trong ấn phẩm tháng 8 năm 2022, quá trình phục hồi kinh tế của Việt Nam tăng tốc trong 6 tháng vừa qua nhờ khu vực chế tạo chế biến đứng vững và các ngành dịch vụ phục hồi mạnh mẽ. Chính điều này đã khiến WB mạnh dạn dự báo GDP của Việt Nam sẽ tăng trưởng ở mức 7,5% trong năm 2022 và lạm phát được kiềm chế ở mức 3,8%. Còn số lạm phát so với các quốc gia khác là vô cùng nhỏ và có thể chấp nhận được trong bối cảnh hiện nay. Trước đó, VinaCapital, một trong những công ty quản lý đầu tư và phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam, cũng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt 7,5% trong năm 2022. Trang Fabry2Friesen dẫn thông cáo báo chí của VinaCapital nhận định rằng chúng tôi dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng ít nhất 7,5% trong năm 2022 và ít nhất 10% trong quý 3. Và chúng tôi tin rằng tăng trưởng thu nhập sẽ vượt 20% trong năm nay. Dự báo này dựa trên kết quả kinh tế vững chắc của Việt Nam, trái ngược hoàn toàn với thị trường chứng khoán Mỹ, nơi mà kỳ vọng tăng trưởng thu nhập có vẻ không cao như thực tế. Có một điều đáng mừng nhất chính là doanh số bán lẻ của Việt Nam. Năm 2022, doanh số này đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy rõ rằng tiêu dùng nội địa ở Việt Nam đang trở thành động lực tăng trưởng kinh tế cho chính đất nước này. Có nghĩa là nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao, nhu cầu tăng chính là việc thúc đẩy các ngành hàng sản xuất phát triển. Theo đó, trong nửa đầu năm nay, doanh số bán lẻ thực tế của Việt Nam đã tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Con số này đã tăng lên 11,9% trong 7 tháng đầu năm nay. Cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng 7% so với cùng kỳ năm trước mà VinaCapital đã dự báo trước đó. Tương tự, tờ Thế giới trẻ của Đức cũng nhận định rằng Việt Nam dường như đã vượt qua những khó khăn của nền kinh tế thế giới do chiến sự gây ra. Bài báo dẫn số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết, có tới 85% số doanh nghiệp được hỏi bày tỏ lạc quan vào quý 3 năm nay. Thưa các bạn, mặc dù những con số đang rất cổ vũ nền kinh tế Việt Nam, thế nhưng các tổ chức quốc tế cũng nhìn nhận rằng trước mắt Việt Nam phải đối diện với không ít khó khăn, rủi ro đang tăng cao để có thể giữ được các mục tiêu này lâu dài. Đương nhiên, bản thân chúng ta cũng hoàn toàn nhận ra những thách thức mà mình phải đối diện. Các cụ ta có câu, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Chỉ khi biết được mình đang ở đâu, đối diện với khó khăn gì trước mắt, chủ động mọi biện pháp để vượt qua thì mới có khả năng trụ vững. Theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê trên báo chí Việt Nam hồi đầu tháng 8, trong bối cảnh kinh tế thế giới đầy biến động, kinh tế Việt Nam phải chịu nhiều tác động bất lợi từ bên ngoài, ảnh hưởng tới sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm 2022. Bà Hương chỉ ra 5 rủi ro có thể tác động đến kinh tế Việt Nam trong thời gian tới. Thứ nhất là xung đột Nga-Ukraine vẫn diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Xung đột vẫn khiến cho giá cả, giá dầu leo thang khắp nơi trên thế giới. Điều này sẽ tác động trực tiếp đến tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam và các đối tác. Thứ hai là về rủi ro sức ép giá cả, lạm phát thế giới sẽ trở thành áp lực cho mục tiêu kiểm soát lạm phát ở mức dưới 4% năm 2022. Thứ ba, dịch bệnh COVID-19 với các biến thể mới có thể diễn biến phức tạp, vẫn là mối nguy cơ ảnh hưởng đến quá trình phục hồi kinh tế của Việt Nam cũng như của các thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Thứ tư chính là chính sách Zero Covid của người láng giềng Trung Quốc sẽ làm chậm lại các hoạt động kinh tế và có thể gây ra tắc nghẽn mới trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
và cuối cùng là xu hướng thắt chặt các điều kiện tài chính toàn cầu đang gia tăng. Lãi suất đô la Mỹ tăng cũng là nhân tố ảnh hưởng tới chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Để tháo gỡ những khó khăn và giữ vững hình ảnh là idol có nền kinh tế phục hồi và phát triển vượt bậc, thì Việt Nam cần đồng bộ rất nhiều giải pháp. Trong đó có các biện pháp bình ổn giá xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào của các ngành sản xuất. Ngoài ra, chúng ta phải mở rộng thị trường xuất khẩu, hỗ trợ thuế phí xuất nhập khẩu, tạo điều kiện hỗ trợ người lao động và các doanh nghiệp. Đặc biệt, cần triển khai nhanh các gói hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động càng nhanh càng tốt. Các bạn thân mến, video của Hố Xanh Kiến Thức xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Hố Xanh Kiến Thức sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Hố Xanh Kiến Thức. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!